Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có biết không, trên thế giới có một quốc gia mà ở đó luật cấm béo phì đã được áp dụng kể từ năm 2008 cho tới nay. Và cũng có một quốc gia không cho phá hỏng tiền, không cho dùng máy cắt cỏ vào sáng chủ nhật. Đó là những quốc gia nào? Hãy cùng tìm hiểu với Cà phê Số ngày hôm nay nha. Câu số 1, nước nào áp dụng luật cấm béo phì? A là Nhật Bản, B Hàn Quốc và C là Trung Quốc. Đáp án là câu A, Nhật Bản nha các bạn. Năm 2008, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã giới thiệu luật Metabo, trong đó yêu cầu nam giới và phụ nữ ở độ tuổi từ 40 đến 74 phải đo vòng eo hàng năm. Những người vượt quá giới hạn số đo do chính phủ quy định được yêu cầu đến các buổi tư vấn và trao đổi với chuyên gia sức khỏe về các lựa chọn chế độ ăn uống. Tuy nhiên, không giống như cá nhân, chính quyền hay là các công ty có thể bị phạt hành chính nếu như công dân thuộc quyền quản lý của họ không đáp ứng tiêu chuẩn của chính phủ. Khoản phạt có thể lên tới 19 triệu USD cho một doanh nghiệp lớn. Chiến lược này vấp phải một số chỉ trích, tuy nhiên chính phủ Nhật Bản đã thể hiện sự cứng rắn khi đứng trước thách thức lớn về sức khỏe người dân. Nước nào cấm chụp ảnh selfie gần đường ray xe lửa? A. Ấn Độ, B. Sri Lanka và C là Hungary. Câu trả lời chính xác là câu B, Sri Lanka cấm chụp ảnh selfie gần đường ray xe lửa. Vào tháng 6 năm 2017, theo Daily Mirror, đưa tin Sri Lanka đã ban lệnh cấm chụp ảnh selfie gần đường ray xe lửa. Theo quan chức cấp cao của vụ đường sắt, nhân viên an ninh sẽ được huy động để giám sát và bắt giữ những người vi phạm quy định, yêu cầu chịu trách nhiệm pháp lý. Câu số 3, quốc gia nào dưới đây cấm phá hỏng tiền? A. Thổ Nhĩ Kỳ, B. Tây Ban Nha và C là Bồ Đào Nha. Câu A, Thổ Nhĩ Kỳ là đáp án chính xác của câu hỏi này. Theo Telegraph, việc sử dụng quốc gia hoặc quốc kỳ ở Thổ Nhĩ Kỳ là hành vi phạm tội. Không chỉ thế, phá hỏng tờ tiền bằng nhiều cách cũng bị xem là không tuân thủ luật pháp, khiến bạn có thể phải đối mặt với án tù từ 6 tháng cho tới 3 năm. Thổ Nhĩ Kỳ thì cấm phá hỏng tiền, vậy thì quốc gia nào dẫm lên tiền bị coi là phạm pháp? A. Thái Lan, B. Mỹ và C là Pháp. Các bạn đã đoán ra chưa nào? A là đáp án chính xác cho câu hỏi này nha. Những tờ bạt ở Thái Lan có hình ảnh của vị vua đáng kính Bhumibol, người đã trị vì vương quốc trong vòng 70 năm, từ năm 1946 đến năm 2016. Hành động dẫm lên tờ tiền đồng nghĩa với việc dẫm lên khuôn mặt của ông bị coi là phạm pháp. Quốc gia này cũng có luật cấm sỉ nhục lăng mạ nhà vua. Câu số 5, nước nào cấm dùng máy cắt cỏ vào chủ nhật? A. Bulgaria, B. Thụy Sĩ và C là Hy Lạp. Đáp án là câu B, Thụy Sĩ. Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi sau một tuần làm việc chăm chỉ và bạn nên tận hưởng đúng nghĩa khi sống ở Thụy Sĩ. Do việc cắt cỏ bằng máy sẽ gây ồn, tốt nhất hãy để dành đến thứ hai. Đây là một phần chiến dịch của chính phủ Thụy Sĩ nhằm chống lại tiếng ồn quá mức. Tuy nhiên, quy định cụ thể này sẽ thay đổi theo tùy bang. Vậy là đã kết thúc 5 câu hỏi của ngày hôm nay rồi. Các bạn hãy nhớ kỹ để tránh phạm phải khi đến các quốc gia kể trên nhé. Trong tập ngày mai, tụi mình sẽ mang đến cho các bạn những điều lý thú hơn nữa. Cùng đón xem nha. Chào tạm biệt.